Hi, xin chào mọi người nha, đã quay lại với kênh TFood của mình, kênh chia sẻ các món ăn ngon và niềm đam mê ẩm thực. Hôm nay mình sẽ làm cái món gỏi cuốn mà đám giỗ người ta hay làm đó các bạn, đám giỗ hay người ta hay làm. Đây là bì cuốn nha. Để làm được cái này thì mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Và để mình làm cái món bì cuốn ấy mà ở đám giỗ hoặc là đám đầy tháng thôi nôi rồi ở miền quê người ta hay làm đó các bạn, thì mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Như tức là ở đây mình có cà rốt bào sẵn, rau ha, ở đây mình mua rau tổng hợp, rau răm, hẹ, và đặc biệt ở đây thì mình có thịt ba chỉ, mà thịt ba chỉ thì ở đây mình luộc sẵn rồi nha các bạn, để không mất thời gian các bạn xem video clip. Mình có hành lá, mình có tỏi băm, ớt băm, và đường, bột ngọt, nước mắm. Thì trước tiên mình sẽ dùng cái thịt heo này, mình sẽ cắt nhuyễn ra nha các bạn ha. Ở đây thịt heo mình cắt thiệt là mỏng nha các bạn, mỏng rồi mình sẽ cắt nhuyễn ra nữa ha. Rồi các bạn ơi, cũng như là mình thịt các bạn, mình sẽ sắc thiệt là nhuyễn như vậy nha các bạn. Và rau răm và ngò rí mình cũng băm nhuyễn luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ ướp cái gia vị và chúng ta sẽ trộn cái thịt này lên cho ngon, rồi chúng ta sẽ cuốn nha. Để tạo cái món gia vị cuốn các bạn, mình đầu tiên bắt cái lửa lên ha. Mình cho một tí xíu vô ăn vô. Và cái hành lá mình sắc nhuyễn nè, mình cho hết cho nha các bạn, mình phi cho vàng, mình phi cho thơm lên ha. Các bạn nhận nhựa nhỏ lửa thôi ha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cho cái phần thịt này các bạn, cho hết vô. Các bạn nhận nhỏ lửa thiệt là nhỏ lửa ha. Rồi ở đây các bạn cho mình một tí xíu nước mắm, các bạn cho tí xíu đường, các bạn cho ít xíu ngọt, để chúng ta trộn đều cái hỗn hợp này lên. Sau khi cái hỗn hợp này nó tan ra vị ra, thấm đều lên là chúng ta sẽ nhắc xuống ha. Rồi các bạn, sau khi chúng ta xào được 3-4 phút gì đó thì cái hành này với lại cái gia vị nó cũng đã thấm rồi đó. Bây giờ mình đổ ra cái dĩa. Ở đây thì cái phần ngò rí và rau răm mình sắc nhuyễn các bạn, để cho nó thơm thì bây giờ mình trộn cái này vô nha. Mình trộn cái này lên ha, trộn đều lên. Thì ở đây chúng ta có thể cho tiêu nhiều vô ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm một cái chén nước mắm nữa, xong rồi chúng ta cuốn rồi tới đâu chúng ta chấm tới đó luôn. Đã chuẩn bị một cái ít tỏi ha, tỏi băm và ớt chúng ta bỏ hết vô đây. Rồi cái này thì nó phải ăn với mắm chua ngọt. Cái này thì chúng ta cho thêm miếng bột ngọt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn đều cái này lên. Sau đó chúng ta cho ít nước lọc vô, đơn giản lắm các bạn ha. Rồi chúng ta quậy đều cái hỗn hợp này lên, xong bắt đầu chúng ta cho nước mắm vô. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn nước mắm ngon ha, khoảng 1 muỗng canh nước mắm chúng ta cho trước đã. Rồi bây giờ nó vừa ăn thì chúng ta nặn tắc hoặc nặn canh vô. Xong hết rồi đúng không các bạn? Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bánh tráng này chúng ta cuốn. Ở đây thì mình mua loại bánh tráng xuất khẩu cao cấp, là loại bánh tráng siêu mỏng ha, cho nên mình không cần nhúng nước. Rồi trước tiên là chúng ta sẽ cho cái phần rau vô ha, cho phần rau vô. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho phần thịt vô. Và ở đây chúng ta sẽ cho một củ cà rốt vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cuốn nha các bạn.
Ở đây thì chúng ta cũng có thể túm hai cái đầu này lại này các bạn. Rồi, để cho cái cuốn này cho nó đẹp thì chúng ta túm cái đầu lại ha. Đó. Đường cuối thì các bạn cho một cụm hẹ vô nha các bạn, cho nó đẹp, cho nó ngon ha. Rồi, như vậy là cái cuốn chúng ta rất là ngon ha. Chúng ta để đây ha. Mình cũng cuốn xong rồi các bạn. Nói chung là đàn ông cho nên là làm thì được, nhưng mà cuốn thì không khéo bằng mấy cái chị phụ nữ, cho nên là cái cuốn nó cũng không được đẹp lắm các bạn ha. Cái này thì mình ăn với mắm ngọt. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một cái món gỏi cuốn á, mà miền quê mình ở đám tiệc đám giỗ ngày xưa rồi người ta hay làm á. Thay vì người ta làm người ta còn cắt ra nữa các bạn, nhưng mà người ta làm dài người ta cắt nữa, còn mình ở đây mình làm ăn cho nên mình làm cuốn nguyên vậy đó, mình lấy cuốn mình ăn luôn ha, mình khỏi cắt. Còn kia ta đưa lên bàn khách ấy, thì người ta phải cắt cái khúc ra cho nó đẹp giờ nhiều người ăn ha, còn mình ở đây mình làm mình ăn mà. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một cách rất là đơn giản để làm được gỏi cuốn này không, đúng không ạ? Các bạn thấy video clip này hay ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một share và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cho mình nhiều động lực hơn để phát triển cái kênh YouTube cũng như là chia sẻ với các bạn nhiều cái video clip mới và hay hơn. Các bạn đăng ký kênh nhớ nhấn cái nút chuông bên phải trên cái đăng ký để nhận được thông báo về những video clip mới nhất của mình nha. Chúc các bạn ngon miệng, chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chào các bạn nha.